Đường Vạn Xuân, cửa ngõ vào trung tâm thành phố Vinh, nhiều tháng nay mặt đường đã trở thành những sóng trâu lồi lõm. Suốt chiều dài 14 km của tuyến đường này đều bị xuống cấp như vậy. Mặt đường đã xuất hiện nhiều điểm sụt lún từ 5 đến 7 cm, thậm chí có nơi hơn 10 cm. Việc đường sụt lún hẳn theo vệt bánh xe đã gây ảnh hưởng lớn cho người tham gia giao thông, nhất là đối với xe máy và phương tiện thô sơ. Nói chung là cũng có tiền có tuổi rồi, nhưng mà xe trọng tải lớn chạy đất chạy cát để hư hết đường này. Xe máy hầu như ngày nào cũng có người bổ. Nói chung là máy chứ ảnh hưởng đến tính mạng. Chứ tôi là người dân sống bên đường này, tôi đề nghị thành phố là sớm khắc phục sửa chữa với có phương án nào để cho người dân chúng tôi đi an toàn. Thì ở đây là cũng là thuộc con đồi thành rồi, thì tốt nhất nơi xe tải là nên hạn chế đi thay hướng để đảm bảo cho người dân mật độ dân số và giao thông. Sở dĩ đường xuống cấp là do thời gian gần đây mật độ xe có tải trọng lớn chạy nhiều, đặc biệt là xe container với tần suất lên đến cả nghìn phương tiện mỗi ngày qua đây. Bên cạnh đó, đường khi thi công không có mương thoát nước nên mùa mưa nước đọng cũng dẫn đến xuống cấp nhanh. Không chỉ đường Vạn Xuân mà đường Lê Viết Thuật hay đường ven sông Lam, quốc lộ 46 cũng đang bị xuống cấp do hoạt động của xe tải nặng. Mặc dù ngành chức năng đã vào cuộc, nhưng đến nay các tuyến đường này vẫn chưa có biển hạn chế trọng tải. Ban an toàn giao thông đã có rất nhiều văn bản đề nghị là Ủy ban nhân dân thành phố cũng như các địa phương phải có cái phương án kiểm tra, đánh giá và xử lý các cái phương tiện là có trực tiếp ảnh hưởng đến là cái an toàn giao thông, cũng như là làm cho cái phá vỡ cái kết cấu hạ tầng giao thông ở trên địa bàn. Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông là điều cần thiết, không chỉ giúp phát triển kinh tế mà còn đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Bên cạnh đó sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường này.